xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Giờ trước màn hình của cô chú anh chị và bạn đây là những hình ảnh của cái hẻm 86 Trần Phú ngày nay. Đoạn này của hẻm 86 Trần Phú thì nó có một cái khách sạn, đó là Winter Central, đẳng cấp 5 sao. Bên cạnh của nó thì nó có cái phòng gọi là nhà hàng tiệc cưới nữa, và karaoke cũng như là massage, nguyên một cái tổ hợp của khách sạn Winter Central đẳng cấp 5 sao vậy. Trên con hẻm 86 Trần Phú này cũng đang có một cái nhà hàng hay khách sạn đang xây dựng rất là cao phòng. Đoạn này có đoạn 26 Nha Trang, rồi có cái Commando nằm bên tay trái của chú gì bạn. Bên tay phải là cái quán cà phê Big Combo. Phía trước dọc đoạn này là những cái khách sạn, những cái quán hải sản rất là đông du khách ăn uống, đặc biệt là khách Trung Quốc. Dạ. Ngày nay thì những cái cửa hàng quán hải sản ở trên đoạn 86 Trần Phú này thì vẫn còn đóng cửa im lìm. Trước màn hình của cô chú chị bạn đó là ngã ba của hẻm 86 Trần Phú và con đường Trần Phú. Ngay vị trí này là có cái nhà hàng đi tươi Lucien nằm dọc trên công viên biển, sát bên cạnh biển luôn. Ngay đây là cái Lucien. Đoạn này là gần với công viên Tài Tỉnh, gần con đường Tài Tỉnh. Xe rất là đông, qua đường rất khó. Bây giờ mời cô chú chị bạn qua con đường Tài Tỉnh. Đây là những hình ảnh của con đường Tài Tỉnh. Đoạn này cũng có các cái hotel như là Phú Quý Hotel này, Sala Hotel ngay vị trí số 5 của con đường Tài Tỉnh. Phòng giá rẻ đó là Đại Dương Ocean Hotel, rồi các cái quán ăn cơm phở bún. Con đường Tài Tỉnh này nó cũng rộng rồi, các cái hotel nằm dọc hay nhiều, và các cái quán ăn nữa đầy đủ. Hotel khu vực này thì chắc giá nó rẻ hơn. Những ai thích ở giá rẻ thì có thể vào khu vực của con đường Tài Tỉnh này. Đường này nó cũng rộng thoáng nữa, thoải mái. Mấy bữa trước mà các ngày lễ đồ xe ô tô mà xe gia đình nhiều quá vậy, là hai bên con đường Tài Tỉnh này là đổ xe ô tô dọc hàng dài luôn đó. Nói với vị đi thẳng nữa thì sẽ ra giao lại với đường Tài Tỉnh và con đường Nguyễn Duy Thục, khi xưa là con đường Lê Văn Duyệt. Ngay vị trí này là cái cổng bệnh viện 187. Bây giờ mời cô chú chị vào rẽ qua cái hẻm này, đó là cái hẻm của con đường trong không phải. Wow, dọc đây đang lên một tòa nhà nữa rồi, không biết là khách sạn hay là cái gì nữa đây. Trước đó, dọc đoạn này bên tay trái quý vị là một cái nhà hàng, quán ăn cũng như là cà phê, là khách Nga họ hay ở chỗ này đó. Mát và yên tĩnh, con đường này xe đồ nó ít cái lưu thông. Dọc đoạn này cũng có những cái hotel này. Đây có spa lúc nè, relaxing. Rồi ngay vị trí này có cái Golden Rain 2 Hotel, khách sạn phong phú rồi.
Golden Range 2 này. Khách sạn này rẻ lắm mấy bạn, nó cũng cao, view ở trên vẫn có hồ bơi rồi ở phía trên đó. Và cái khách sạn này giá nó thấp, những cô chú anh chị bạn nào mà muốn ở gần trung tâm thành phố có thể ở những khách sạn rẻ tiền thì có thể vào Golden Range 2 này hotel. Đi vào một xíu này mình, nó thuộc cái hẻm này, là cái hẻm của 73 cũng đường Trần Quang Khải. Ở đó thì một đêm tầm khoảng 300-400 ngàn thôi, nó rẻ. Chỗ này có cái stay 7 này. Đi thẳng hướng này của chú và bạn sẽ ra giao lại với con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân phía xưa. Con đường Trần Quang Khải này khi xưa nó là con đường Lê Quang Định đó vậy. Hướng này là hướng một chiều vậy. Con đường này được một chiều từ vị trí này đi ra. Và ngay góc này là con đường Hùng Vương giao với con đường Trần Quang Khải. Con đường Hùng Vương cũng là đường một chiều, nó là con đường được mệnh danh là khu phố Tây đó. Đó, và bên đây thì có rất là nhiều cái hotel nữa. Cát Vàng, Grand Beach, Điểm Việt, An Nam, Hồng Lộc, Trường Hải, hôm nay nhiều hotel lắm. Ở một cái hẻm của con đường Hùng Vương này là cái hẻm 111/1 của đường Hùng Vương, số cũ hình như 18/2 của đường Trần Quang Khải. Đây là có spa pha lê, rồi Cát Vàng Grand Beach này, 111/16 Hùng Vương, thuộc phường Lộc Thọ của thành phố Nha Trang. Ở trong này yên tĩnh và mát đó vậy, yên tĩnh và mát. Những các khách sạn An Nam nó nằm trong này hết đó. Số mới là đường hẻm Hùng Vương, số cũ là hẻm Trần Quang Khải. Vị trí này là 186 của đường Hùng Vương. Tổ dân phố văn hóa số 4, phường Lộc Thọ. Vào đoạn này nó cái hẻm nó hơi nhỏ rồi. Trong video này em xin gọi đến cô chú vào số hình ảnh của khu vực quân trắng nha, khu vực quân trắng thì có một anh cũng nhờ em tìm cái nhà số 3/B khu quân trắng. Em sẽ đi vào đây để quay lại hình ảnh một số khu quân trắng khi xưa cho anh xem cũng như cô chú các bạn xem. Đó, anh đi qua đoạn này nó có một cái hẻm rất là hẹp. Cái này là cái hẻm 186/28 của đường Vương, hẻm mới ngày nay. Không lọt à? Dạ. Còn bán gì? Bún hả? Anh hỏi. Con bánh. Dạ, cứ từ từ xem. Dạ rồi, rồi được rồi, rồi con đi được rồi, rồi con cảm ơn ạ. Muốn bánh gì là gì không? Dạ. Ăn sáng rồi à? Dạ. Dạ. Đây là một FA khu trống. Đây là khu vực 3S khu trống rồi. Là của khu vực T và S của Vương Trắng này, 4T Vương Trắng, 2T 3T Vương Trắng này.
Tê Vuông Trắng. Còn đây là thuộc R rồi hả? Đây là 6R của khu Vuông Trắng hồi xưa. Số B chắc nó nằm mấy bên kia rồi. SR nó nằm bên này. Đó, ở đây có hotel rồi nếu vậy. Chỗ này có một đoạn rất là rộng. Ở đây mát và yên tĩnh luôn. Xưa luôn. Ngày nay là hẻm 132 của con đường Hùng Vương. Em đi vòng lại, em tìm khu vực của số B. Đây là khu vực số R rồi. Cô cho con hỏi thăm cái số B, B phở nó nằm ở mấy nào ạ? B phở Vuông Trắng. Này là R với T đúng không? R, T. Còn B nằm ở đâu? Bên kia hả? Em chạy qua đến chùa á. Dạ. Đi ngắm ở bên kia đường, chạy qua luôn. Dạ. Dạ rồi. Rồi, em cảm ơn ạ. Em đi. Một này là hẻm T, số T và số R và số S. Đây cũng là khu Vuông Trắng khi xưa nè. Ngày nay là số mới là nó thuộc hẻm của con đường Hùng Vương. 67-5 Vuông Trắng. Ở đây rộng rãi. Có ăn uống rồi, quán ăn Hồng Đức, cơm phở bánh xèo bò kho thế. Ngay vị trí cái chùa. Chùa Chánh Quang. Chùa Chánh Quang nằm ở 178 của con đường Hùng Vương. Rồi, em qua mấy bên kia rồi nha. Bên kia thì có các cái hotel như là Siena nè, Siena, rồi Abbott Hotel và David Hotel. Rồi Mia nữa. Tổ dân phố văn hóa số 5 thuộc phường Lộc Thọ của thành phố Nha Trang ngày nay, trên con đường Hùng Vương. Ở đây có cho thuê xe máy nữa rồi. Lê Dương Hotel nữa nè. Đây là 1A cũng đường Vuông Trắng. Hỏi thăm anh đây. Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi thăm là cái số mà B phở nó nằm ở mấy nào vậy anh? Ở đây là số A hả? Nãy vô kia em thấy là B bò. Số A. B phở Vuông Trắng. Bên kia nãy em dạo rồi, bên kia là T, S, chứ R. Dạ, T, S, S, chứ R. Nằm đoạn nào hay nằm đoạn dưới biết. Dạ. B bò. B bò nè. S, D, A. À. B nó nằm bên đó mà. À. Chắc vậy. Chắc đoạn dưới hả? Không, cái đường mà đi vô chợ á. Dạ. Yeah. Đường đối diện đường này. Đường đối diện đường này hả? Nãy em ra đường đó luôn á. Ủa còn cái chỗ đây là hết hẻm cục rồi anh? Rẽ xuống dưới kia này, hẻm cục hả? Nhưng mà cũng thuộc B hả? B. Dạ. B bò. Dạ. Yeah. À, D, A, B bò. Nó nằm đoạn này.
Dạ em cảm ơn ạ. Chị xe ạ. Dạ. Lơ đúng đó. Dạ. Em cảm ơn anh. Mấy đoạn này thì mấy bữa trước em cũng dạo rồi nhưng mà chưa có để ý cái bê phở. Chỗ này có một cái hẻm này vậy nhưng mà không biết là cái hẻm thấy người ta để vui lòng đi đi ngã trên rồi. Chạy chỗ này là hết hẻm rồi, ngay góc này là con đường biệt thự giao với Hùng Vương rồi. Cái hẻm này không biết có phải quận B không, ta không cho vào rồi. Giáo sứ Giê-xu Quân Tấn đang làm lễ hay gì vậy? Em đi qua cái hẻm này thử. Hẻm này là hẻm 146 của đường Hùng Vương ngày nay rồi. Ngay vị trí này là cái giáo xứ Thánh Giuse lại vậy, 53 của đường Hùng Vương. Giáo xứ Thánh Giuse. Ngày nay số mới số cũ rồi nhiều lắm nên tìm nó hơi khó khăn. Ở đây là hẻm 146 ngày nay của đường Hùng Vương. Cho em hỏi thăm xíu chị. Chị biết cái hẻm xẹt 3B không? 3B phở nó nằm bên nào không? Cô Mai, cô Mai. 3B phở nằm chỗ nào vậy? Anh đi xuống đường này. Dạ. Cuối đường anh xuống rồi. Dạ trái hả? Chị thẳng qua luôn bên kia hả? Không, anh đó. À. Anh vừa qua quen cái này khu vực đó. À, khu vực. Mà nằm mấy bên này luôn hả? Dạ. Không có băng qua đường đâu. Không có băng. Thì bây giờ anh đi xuống cuối đường, cuối đường trái cái này. Dạ, ra ngay chỗ chùa Chánh dạ, gì đó. Đúng cái chùa rồi. Dạ. Cái khu vực ngay chỗ đó thôi. À, cái đó là B hả? Dạ. Vậy là số cũ không thấy rồi, số mới không? Em cảm ơn chị Như nha. Đây là khu vực R, số R đó vậy. T, 21 T Quân Tấn, 2 T Quân Tấn, 4 T Quân Tấn. Bây giờ không có dán số cũ, không có biết được quý vị ơi. Này là 1 S Quân Tấn này. Và cái hẻm nhỏ nhỏ này em đi ngang qua. Người ta để là 67 sạch 5 Quân Tấn thì không biết là cái 3B nó nằm ở đâu. Giờ đây số mới hết rồi. Này là một người ta để 176 sạch 4 sạch 2 hết rồi. Không có thấy số cũ nữa. Cho nên em cũng biết số cũ là nằm đâu luôn. Này 7178. Còn này nếu đi ngược lên không được rồi. Ngược chiều vậy. Thôi để em đi quần lại cái hẻm kia thôi. Lại cái hẻm hồi nãy em đi vào. Ở đây có pizza rồi nữa nè, ăn uống. Nằm ở hẻm 178 con đường Hùng Vương.
176 đường Hùng Vương. Đây hình như là để là hẻm của Tòng Quang Thái, Lê Văn Định khi xưa vậy. Chỗ này là để số 34 Tòng Quang Thái. Chưa có ra được cái hẻm số 3B rồi. 3B phở. Còn một cái hẻm nữa thôi, một cái hẻm, nhưng mà cái chỗ này, cái hẻm này là em chưa có vào được, do em thấy bên nhà thờ Du Xê Quân Trống, giáo xứ Quân Trống, bên giáo xứ Quân Trống hẻm này họ đang làm lễ hay gì đó, họ vui lòng đi ngã trên, cho nên là em chưa vào cái hẻm này được. Ngay chỗ này có cái viên cao hotel 32. Là con đường Hùng Vương và con đường biệt thự. Thự khi xưa là cũng là con đường khu phố Tây đó mình. Nó cũng là đường một chiều từ con đường mà Trần Phú đi vào. Góc này có Asia Paradise Hotel, cái góc đường Vương Hoàng biệt thự. Nãy giờ em vào khu Quân Trống rồi, nhưng mà em chưa tìm ra được cái hẻm cái số có chữ B phở. Để cái gì em hỏi thăm lại, tìm hiểu lại. Thế em cũng đi vòng hết cái khu Quân Trống rồi. Chỉ có T, R, S, A, B, bò. D mà B phở lại không thấy. Này là gần 37 đường Vương của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, còn cái Anep Hotel và cái Galina Hotel tại Sài Gòn đã không bốn sao trên con đường Hùng Vương số 7 Hùng Vương. Các khách sạn dọc trên đường Hùng Vương thì cũng mở cửa hết rồi, nhưng mà quán ăn thì nó vẫn còn vắng. Quán ăn thì được mấy cái quán chè hạt táp rồi trước cổng chợ đêm. Mấy bên con đường Hùng Vương thì buổi tối thì nó cũng nhộn nhịp được xíu rồi. Và góc đoạn Nguyễn Đình Khai và con đường Hùng Vương thì nó cũng nhộn nhịp, gần khu vực của quảng trường, hội trường và chợ đêm.
panorama. Tòa nhà này thì đẳng cấp, cao 39 tầng, nằm phía sau lưng của hội trường. Chú như bạn nào mà muốn ở những cái địa điểm đẳng cấp thì có thể vào tòa nhà panorama này. Đoạn này là gần khu vực của chợ đêm này, các quán chè, hạt đác, kem rồi bơ đồ ở vị trí này à. Buổi tối là vui lắm. Đây là chợ đêm, chợ đêm thuộc bên con đường Nguyễn Thi. Mé bên này là giao với con đường Nguyễn Thi và đường Trần Phú, đường Vương Mình. Đi thẳng qua kia thì sẽ là con đường Trần Phú, trên con đường Nguyễn Thi, khu vực chợ đêm này. Còn đây là cái quán chè hạt đác này, đối diện với cổng luôn, cổng chợ đêm luôn, bên con đường Vương. Cho nên là về đêm là nó nhộn nhịp lắm. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem video. Xin mến chào cô chú chị bạn.